Trẻ cao lên đều có giai đoạn, tuy nhiên nhiều mẹ đã bỏ qua giai đoạn này để phát triển chiều cao cho trẻ. Khi qua giai đoạn ngừng phát triển thì gần như đã hoàn thiện 90% chiều cao của cơ thể và có những dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao. Làm thế nào để mẹ biết được dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao để có thể tiếp tục tăng chiều cao cho trẻ? Hãy cùng xem video sau đây để biết rõ hơn về vấn đề này. Một dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao ở cả nam và nữ. Cơ thể của mỗi trẻ khác nhau, do đó dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao ở nam và nữ cũng khác nhau. Độ tuổi trẻ ngừng phát triển chiều cao liên quan đến thời điểm trẻ bắt đầu dậy thì. Thông thường bé gái thường ngừng chiều cao sớm hơn bé trai. Dấu hiệu ngừng phát triển chiều cao ở nam giới. Các bé trai thường có giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các bé gái. Bé trai bắt đầu dậy thì vào khoảng 12 đến 15 tuổi, hoặc ở một số trẻ có thể ở khoảng 9 đến 10 tuổi. Thông thường chiều cao của bé nam sẽ phát triển mạnh nhất vào giai đoạn này và sau đó sẽ phát triển chậm lại và kết thúc vào khoảng 18 tuổi. Ở khi kết thúc giai đoạn tăng chiều cao ở tuổi dậy thì, cơ thể bé trai còn có thể cao thêm được 1 đến 2 cm nữa rồi mới dừng hẳn. Dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao ở bé nam là, có bộ phận sinh dục phát triển với kích thước như ở người bình thường, hệ thống lông cũng phát triển trên bộ phận sinh dục hoặc bụng. Đùi, bắt đầu xuất hiện dâu, ria mép và rõ nhất là vỡ giọng sai dày không thấy thay đổi nữa mà vẫn giữ nguyên trong thời gian dài, chiều cao có thể nhận thấy không tăng hoặc tăng rất lâu. Dấu hiệu ngừng phát triển chiều cao ở nữ giới. Bé gái thường có biểu hiện phát triển sớm hơn bé trai. Do đó dấu hiệu ngừng phát triển chiều cao ở bé gái cũng sớm hơn bé trai. Bé gái thường có giai đoạn tuổi dậy thì vào khoảng 11 đến 14 tuổi và thường kết thúc quá trình phát triển chiều cao trước tốt nghiệp cấp 3, về cơ bản sau khoảng thời gian cấp 3 bé gái không thể tăng chiều cao được nữa cũng giống như các biểu hiện ngừng phát triển chiều cao ở nam thì nữ cũng có những biểu hiện tương tự như chiều cao gần như không tăng được nữa mọc lông tơ trên cánh tay đến bộ phận sinh dục cơ quan sinh dục phát triển và xuất hiện kinh nguyệt đều hàng tháng ngực nở ra và kích thước lớn hơn trước các vòng phát triển với kích thước gần như người trưởng thành hai phải làm sao khi phát hiện ra dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao nếu vẫn muốn trẻ cao lớn hơn trên thực tế trẻ ngừng phát triển chiều cao rồi nhưng vẫn có nhu cầu muốn cao thêm là vấn đề hết sức bình thường tuy nhiên lúc này để tăng được chiều cao không dễ như giai đoạn phát triển chiều cao xem xét các dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao để biết rằng trẻ còn có thể phát triển chiều cao được nữa hay không mẹ có thể áp dụng các cách sau nếu vẫn muốn trẻ cao hơn khi đã có những dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao như theo dõi chiều cao cho trẻ hãy theo dõi chiều cao của trẻ có tiếp tục tăng hay không dù là rất nhỏ để biết rằng bé có đang còn phát triển chiều cao hay không mẹ có thể chọn một vị trí trên tường và theo dõi chiều cao trong khoảng thời gian dài để có thể biết được mức độ tăng trưởng chiều cao cho trẻ cải thiện tỷ lệ tăng trưởng chiều cao của trẻ nhờ vào cách đo chiều cao thường xuyên giúp bạn biết được mức độ tăng trưởng chiều cao của trẻ hãy thử vài biện pháp tăng chiều cao xem sự tăng trưởng có đang được cải thiện không tức là lúc đó bạn vẫn còn có thể cao được nữa. Các biện pháp giúp cải thiện chiều cao có thể như ăn các thực phẩm giúp tăng chiều cao hay ngủ đủ giấc, tập thể dục đầy đủ. Tất nhiên để tăng được chiều cao bằng những cách này cần thời gian dài. Những sự áp dụng này không những mang lại sự phát triển chiều cao cho trẻ mà còn mang lại một sức khỏe dồi dào cho bé. 3. Can thiệp sớm trước khi có những dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao. Có 3 yếu tố chính quyết định đến chiều cao của trẻ bao gồm di truyền, dinh dưỡng và tập luyện và vai trò của hormone, trong đó yếu tố di truyền là không thể thay đổi được. Những yếu tố dinh dưỡng sinh hoạt và các hormone có thể thay đổi được để giúp trẻ phát triển chiều cao, trên thực tế có 90% trẻ có chiều cao khiêm tốn đều phát triển bình thường. Do đó là chiều cao di truyền của trẻ. Bên cạnh đó vẫn có 10% trẻ chậm phát triển chiều cao. Do vấn đề về bệnh lý như việc giảm tiết hormone tăng trưởng chiều cao ở tuyến yên hay bệnh lý về tuyến nội tiết, nếu muốn trẻ có thể cao lớn hơn vừa cần chú ý đến vấn đề dinh dưỡng. Vừa cần chú đến sự bất thường về chiều cao của trẻ. Chế độ dinh dưỡng giúp trẻ tăng chiều cao. Một chế độ dinh dưỡng giúp tăng chiều cao cho trẻ gồm có sữa và các chế phẩm từ sữa vừa giàu canxi tăng chiều cao vừa chứa các vitamin quan trọng giúp hỗ trợ hấp thu canxi. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng tăng chiều cao còn nên chứa các thực phẩm giàu protein động vật như thịt bò, cá hồi, các ngừ, và các loại trái cây, đậu nành, trứng. Hormone tăng trưởng giúp trẻ tăng chiều cao Hormone tăng chiều cao là yếu tố quan trọng giúp cho trẻ có thể đạt được chiều cao lý tưởng. Chậm phát triển chiều cao hay chiều cao kém phát triển là do trẻ bị thiếu hormone tăng trưởng GH. Cần được phát hiện sớm vấn đề này để được điều trị kịp thời trước giai đoạn có những dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao để có thể mang lại hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên việc sử dụng hormone tăng trưởng cho trẻ không hề đơn giản. Cần phải được sự chỉ dẫn của bác sĩ và tiến hành đúng thời điểm và liều dùng tốt nhất, nếu qua thời gian này thì sẽ rất khó để trẻ có thể cao lên được tối đa 20 đến 30 cm. Và dùng hormone cũng không có tác dụng gì mà còn mang lại những tác hại cho cơ thể vì khi đó các sụn của trẻ đã bắt đầu đóng lại biết được dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao mẹ cần phải hành động ngay trước khi để điều đó xảy ra ngay từ khi trẻ còn nhỏ mẹ có thể cho bé sử dụng các thực phẩm chức năng bổ sung canxi cho bé phát triển nếu chiều cao của trẻ chưa đạt như mong muốn hay trẻ còi xương gây yếu unico kit calcium chứa canxi hữu cơ cho xương chắc khỏe đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển chiều cao chắc khỏe xương ở trẻ sản phẩm Unico Kit Calcium chính là sản phẩm hoàn hảo để bổ sung canxi cho con uống nó không chứa các thành phần gây ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể như các thuốc chứa hormone tăng chiều cao. Mà nguồn canxi trong sản phẩm còn là canxi từ sữa, canxi hữu cơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ, giúp cho trẻ hấp thu canxi tốt hơn, ngoài ra nó chứa thành phần vitamin D3K2MK7 là những chất quan trọng liên quan đến quá trình vận chuyển canxi vào xương để phát triển xương dài ra. Quá trình vận chuyển canxi vào cơ thể được hoạt động trơn chu và tốt có thể giúp hấp thu tối đa được lượng canxi bổ sung vào cơ thể. Sản phẩm còn chứa lysine có tác dụng tăng chiều cường hấp thu canxi và làm giảm sự bài tiết chất này ra khỏi cơ thể. Kích thích trẻ ăn ngon miệng, kém và các vitamin B là vitamin quan trọng của cơ thể tham gia vào các quá trình chuyển hóa trong cơ thể từ đó giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng. Thương hiệu sản phẩm đặc biệt sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và phát triển chiều cao cho trẻ. Thay vì ngồi yên chờ chiều cao của trẻ ngừng phát triển mẹ hãy làm gì đó để chiều cao của trẻ tốt hơn. Nhìn chung, dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao còn tùy thuộc vào thời gian dậy thì ở trẻ cơ địa chế độ ăn ngủ nghỉ, hay gen, với những thông tin về dấu hiệu trẻ ngừng phát triển chiều cao, hy vọng mẹ có những cách chăm sóc cho trẻ tốt nhất để đạt được chiều cao tối đa trước khi quá trình phát triển chiều cao của con kết thúc. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092-919-7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích